cho sơ đồ phản ứng đúng Telemon. Yêu cầu chúng ta là phát biểu nào sau đây là sai. Rồi, mời nghe kỹ. Ở đây thì chúng ta sẽ dựa vào vựng số 4 và vựng số 2. 4 và 2 là niềm tin. Rồi, ok, nghe. Cái tay có mùi chua chín thì nó là gì? Isoamine acetate, đúng không? Như vậy X6 chúng ta là CH3COO, đây là acetate. Isoamine là C5H bao nhiêu? 11. Như vậy, chúng ta hiểu này. Từ X2 mà ra X5. Như vậy ở đây X2 chúng ta là CH3OH. Khi tác dụng với CO thì chúng ta sẽ tạo thành X5 ở đây là CH3COOH. Như vậy biết được X5 sẽ tìm được X3. X3 đây là C5H11OH. Được chưa? Este là phản giữa axit và ancol. Được chưa nào? Rồi. Như vậy khi chúng ta biết được rồi. Bây giờ X4 chúng ta người ta cho rõ là axit adipic 2 oxa 3 malo 6 AD. Đó. Ở đây mình còn lại nó là CH2 tất cả 4 lần, 6 carbon. Rồi. Như vậy X1 ở đây là gì? X1 ở đây phải là muối không? Rồi. Khi biết được X1, X2, X3 thì bây giờ chúng ta sẽ ráp nó thành một chất hữu cơ X. Được chưa? Chúng ta phải nói lại chỗ x1, x2, x3 là một đây, hai đây, ba đây, quá dễ. Như vậy từ đây chúng ta suy ra được chất hữu cơ x bây giờ có dạng này CH2 tất cả 4 COO COO gắn hai phần ancol và ancol x2 là CH3 và ancol bên này là C5H11, được không bạn ơi? À. Rồi. Rồi, chúng ta đến phát biểu A này. Phân tử khối của X6 bằng 150, bằng tính cho thầy bằng bao nhiêu? 130. Đúng em nha. Cái này đúng. B, phân tử khối của X3 là 74. X3 ở đây nó là 88 em ơi. Như vậy thằng này là sai. C, phân tử khối của X5 là 60. X5 của chúng ta là CH3COH đúng bằng 60 rồi. Phân tử khối của X là 230. Là bạn nãy mình ghi nhầm em nha, đây là CH2 nha. Hai ba mươi đúng này. Yêu cầu phát biểu sai thì chúng ta sẽ chọn B.